khi cuộc sống trở nên vô định, khi con người phải đối diện với một tương lai mờ mịt, chúng ta sẽ cần đến một sự khải thị từ những lời tiên tri. Đức mẹ Fatima hiển linh và ba lời tiên đoán về số phận nhân loại, phần 1. Năm 1917, cả thế giới đang chìm trong khói lửa mịt mờ của Thế chiến thứ nhất, thì tại một ngôi làng hẻo lánh ở Bồ Đào Nha, Đức mẹ Mân Côi đã hiển linh và truyền khẩu dụ tiên đoán về số phận nhân loại. Đây chính là câu chuyện từng tốn rất nhiều giấy mực của báo giới và công sức của các nhà điều tra truy tìm bằng chứng. Sự kiện Đức mẹ hiển linh ở Fatima hay phép lạ mặt trời Fatima. Đầu thế kỷ 20, Bồ Đào Nha trải qua tình trạng nội chiến kéo dài, đất nước trở mình đi theo một xu hướng tồi tệ. Thế nhưng cuộc sống vẫn bình yên diễn ra ở Fatima, ngôi làng với cánh đồng rộng lớn bao quanh là núi non trùng điệp. Fatima là một ngôi làng điển hình ở Bồ Đào Nha thời bấy giờ, người dân chân chất và rất tốt bụng, đặc biệt là có nhiều người sùng đạo. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, ba đứa trẻ trong làng là Lucia Santos, Jacinta Mato và Francisco Mato đang đi chăn cừu thì trời bỗng đổ mưa to. Chúng mau chóng nấp vào một cái hang nhỏ gần đó. Ba cặp mắt trẻ thơ lặng yên, chờ mưa tạnh. Thế rồi từ không trung, một ánh hào quang rực rỡ tỏa ra, bao phủ lên thân một người phụ nữ trong suốt như pha lê đang đứng trên ngọn sồi. Ba đứa trẻ sững sờ, không chớp mắt, từ vầng hào quang phát ra tiếng nói. Đừng sợ, ta là thiên thần đến trong hòa bình, hãy cầu nguyện cùng ta. Ba đứa trẻ vâng lời, quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ mà chúng tin là Đức Mẹ Maria. Sau khi cầu nguyện xong, Đức Mẹ yêu cầu bọn trẻ lại đến đây vào đúng ngày 13 hàng tháng. Các con có bằng lòng dâng tặng bản thân cho Chúa Trời, cam tâm nhận lấy những đau đớn khổ nạn mà Chúa Trời ban cho để bù vào những gì Chúa Trời đã phải chịu để đổi lấy sự hướng thiện cho các tội nhân hay không? Lucia nhanh nhậu đáp, chúng con bằng lòng. Đức mẹ cũng nhắn nhủ bọn trẻ chăm chỉ niệm kinh Mân Côi để chấm dứt chiến tranh. Bà hẹn vào tháng 10 sẽ làm phép lạ để mọi người tin. Sau khi về nhà, ban đầu bọn trẻ dự định giữ kín sự việc, nhưng cô bé nhỏ tuổi nhất là Jacinta Mato đã vô tư thuật lại câu chuyện cho gia đình. Những người nghe qua thì có người tin, cũng có người không tin. Những người không tin tìm cách gièm pha, chế giễu, thậm chí còn đánh mắng bọn trẻ. Nhưng ba đứa trẻ vẫn kiên quyết khẳng định đó là sự thật, hoàn toàn không phải ảo giác hay lừa dối. Như lời hẹn, đến trưa ngày 13 tháng 6 năm 1917, ba em lại tới chỗ cũ, theo sau có khoảng vài chục người tò mò xem thật hư, lần này Đức Mẹ lại hiển linh. Bà tiếp tục nhắc các bạn nhỏ thường xuyên niệm kinh và thông báo sẽ sớm đưa Jacinta và Francisco lên thiên đường. Còn Lucia sẽ ở lại một thời gian. Chúa Giêsu muốn con dẫn dắt con người biết đến ta, tôn kính ta bằng trái tim thuần khiết. Các em nói chuyện với Đức Mẹ hơn 10 phút, nhưng những người ở đó chỉ thấy môi Lucia mấp máy mà không nghe được gì. Lần thứ ba Đức Mẹ hiển linh là vào ngày 13 tháng 7 năm 1917. Lần này khoảng 4.000 người đã đến bãi chăn cừu đợi kỳ tích xuất hiện. Trong lần hiển linh này, Đức Mẹ vẫn nhắc niệm kinh Mân Côi và cầu nguyện hòa bình cho thế giới. Các con phải làm việc thiện, hy sinh nhiều hơn vì các tội nhân. Đức Mẹ còn tiết lộ cho các em ba bí mật về tương lai nhân loại. Ngày 13 tháng 8 năm 1917, thị trưởng Arthur de Oliveira Santos đã nổi giận nhốt ba đứa trẻ lại tra hỏi, bắt các em tự nhận mình nói dối, còn đe dọa giết các em. Nhưng vô ích, ba đứa trẻ vẫn tỏ ra rất dũng cảm. Đến ngày 15 tháng 8, không thể làm gì khác, thị trưởng buộc phải thả chúng ra. Và vào ngày 19 tháng 8, khi các em đang chăn cừu, Đức Mẹ lại hiển linh.
Vào lần hẹn tiếp theo là ngày 13 tháng 9 năm 1917, khoảng 30.000 người đã đến đợi ở bãi Chăn Cừu, niệm kinh và cầu nguyện cùng ba đứa trẻ. Khi Đức Mẹ hiển linh, mọi người đều thấy ánh hào quang giáng xuống ngọn cây rồi lại bay lên. Trên trời còn có một đóa hoa màu trắng bay lượn, nhưng khi đóa hoa chạm đất thì biến mất. Đức Mẹ vẫn khuyên bọn trẻ niệm kinh Mân Côi để chiến tranh thế giới được kết thúc. Bà còn thông báo rằng vào ngày Đức Mẹ sầu bi, Thánh Joseph và Chúa Giêsu hài đồng sẽ hiển linh ban phước lành cho thế gian. Ngày 13 tháng 10 năm 1917, mây đen che phủ, trời mưa như trút nước, nhưng gần 70.000 người, gồm cả phóng viên, ký giả, vẫn đến đợi Đức Mẹ. Lần này, Lucia và Đức Mẹ nói chuyện rất lâu. Vẫn như các lần trước, Đức Mẹ dặn dò việc niệm kinh Mân Côi để chấm dứt chiến tranh. Nhất là hãy cầu nguyện cho những kẻ có tội mau thay đổi, đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Hôm đó, mọi người nhìn thấy mây lành màu trắng vây quanh ba đứa trẻ. Khi Đức Mẹ chỉ tay về phía mặt trời, mây đen bỗng tách ra, mặt trời ló dạng nhưng không chói mắt. Sau đó mặt trời dịch chuyển, tỏa những chùm sáng rồi bất ngờ xoay tròn và lớn dần như lao xuống trái đất. Ai nấy đều hốt hoảng tưởng sắp tận thế. Vài phút sau, mặt trời trở về vị trí và lại dịch chuyển như nhảy múa trên bầu trời. Trông thấy hiện tượng kỳ diệu, đám đông liền vội quỳ xuống cầu Chúa thương xót. Sau khoảng 12 phút, mặt trời dần trở về vị trí cũ. Mọi người đột nhiên phát hiện quần áo của họ và toàn bộ bùn lầy Covada Iria đều đã khô ráo. Người ta nói đây là phép màu của Đức Mẹ. Riêng ba em nhỏ còn nhìn thấy Thánh Joseph, Đức Mẹ sầu bi và Chúa Giêsu hài đồng lần lượt xuất hiện trên bầu trời như Đức Mẹ đã hứa. Sáng hôm sau, nhiều tờ báo lớn ở Bồ Đào Nha đã thay đổi hẳn thái độ và đăng tải sự kiện chấn động hôm trước lên trang nhất và gọi đó là phép lạ mặt trời hay vũ điệu mặt trời. Vậy thì liệu sự kiện Fatima có thật không hay chỉ là một lời bịa đặt có mục tiêu chính trị khi đất nước Bồ Đào Nha đang theo xu hướng vô thần? Hai nghi vấn chính được đặt ra là: người dân làng Fatima là làng sùng đạo, do đó họ có thể đã bịa và cùng nhau tạo ra câu chuyện ly kỳ này. Nghi vấn thứ hai cho rằng đây là hiện tượng ảo giác tập thể. Trên thực tế, trong đám đông xuất hiện theo dõi sự kiện phép lạ mặt trời, không phải phần đông đều là tín đồ Công giáo, mà đa số họ là những người tò mò, muốn chứng kiến hoặc tìm hiểu về một sự kiện kỳ lạ. Về ảo giác tập thể thì rất khó xảy ra, bởi hiện tượng ảo giác chỉ xảy ra khi con người sử dụng một loại chất kích thích hoặc bị thôi miên. Thế nhưng, đám đông ở đây lại hơn 70.000 người. Nếu có thể xảy ra ảo giác tập thể thì hẳn nó phải là một việc phi thường. Còn ở trường hợp khác, dưới một áp lực cưỡng chế nào đó, một tập thể đông người có thể bị ép buộc thực thi một việc nào đó, ví dụ như cùng nhau tôn thờ một trái xoài. Tuy nhiên, người dân Fatima như đã nói trên, chiến tranh chưa hề chạm đến ngưỡng cửa ngôi làng của họ. Không có một áp lực nào khiến họ phải bị đặt ra một câu chuyện như thế. Trong hàng chục nghìn người ở đó, cũng không có ai thú nhận rằng mình đã nói dối, còn hình ảnh chụp được thì đều rất thực tế. Cũng có hãng thông tấn đến để phủ nhận sự kiện này, họ phát tin cho rằng đây là sự kiện lừa đảo. Tuy nhiên, những tờ báo họ phát hành đều bị người dân đốt bỏ và hãng đã phải rút lui. Ngoài ra, giáo hội Công giáo cũng rất thận trọng trước khi chứng nhận phép lạ này. Họ đã tiến hành thu thập bằng chứng trên diện rộng. Những người làm chứng bao gồm nhà báo, quan chức chính quyền, giáo sư. Quá trình xác minh này kéo dài suốt 13 năm. Tức là đến tận ngày 13 tháng 10 năm 1930, Đức Giám mục José Alves Correa de Silva mới tuyên bố sự kiện Fatima là đáng tin. Đến ngày 13 tháng 5 năm 1946, Đức Giáo Hoàng Pius XII mới thực hiện nghi thức đăng quang chính thức cho bức tượng Đức Mẹ đặt tại nhà nguyện Fatima thông qua Đức Hồng Y Benedetto Aloisi Mazzella.
vào ngày 11 tháng 11 năm 1954, ông tiếp tục nâng vị thế của thánh địa Fatima lên thành vương cung thánh đường Basilisa. Cho đến nay, sự kiện Fatima vẫn là một trong sự kiện phép màu nổi tiếng đối với những người có đức tin. Tuy nhiên, sự kiện Fatima này chưa dừng lại ở đó mà còn có ba lời tiên tri để lại cho nhân loại. Tinh Hoa TV sẽ tiếp tục câu chuyện này vào phần sau. Mời quý khán giả đón xem.